vị cũng đã thấy là đây là những chiếc ghế rất quen thuộc đối với giới nhân viên văn phòng. Và trong buổi sáng thi đấu ngày hôm nay của Olympic 2030 thì một môn thi đấu là World Racing Team sẽ lần đầu tiên diễn ra trong khuôn khổ của hội thao. Và nội dung cũng như là những diễn biến của cuộc thi rất là kỳ thú này sẽ diễn ra như thế nào, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây. Teamwork Racing, một cuộc đua cần đến tốc độ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, dành riêng cho giới văn phòng. Một cuộc đua mà ở đó động cơ cho các vận động viên lại chính là động cơ hai thì, thì đạp chân trái và thì đẩy chân phải. Không phân biệt vận động viên nữ hay nam, bởi đó là một cuộc thi tiếp sức, đội nào thực hiện xong sớm nhất sẽ giành phần thắng. Chỉ vỏn vẹn vài phút tranh tài, kết thúc cuộc thi, các danh hiệu đã được trao. Nhưng có vẻ ở đó, dù là giải khuyến khích hay nhất, nhì và ba, tất cả đều được xứng danh là những người chiến thắng. Bởi ở đó, họ đã cho thấy được tinh thần đồng đội tuyệt vời như thế nào. Đúng như tiêu chí của cuộc thi Teamwork Racing. Rất là funny, rất là vui và rất là hào hứng. Lần đầu tiên Mi Trang ngồi lên ghế và có thể xoay và thi một cuộc thi như thế này.